Hi, xin chào các bạn. Đây là cây mai mà hồi khoảng tháng 4, đầu năm, tháng 3, tháng 4 mình có quay là nó bị cái nấm mũi than rất là nhiều. Thì đợt đó là cây cắt chùi lủi và màu đen. Nấm nó làm cho cái diệp phục tố lên nó không có được tốt. Cây nó không hấp thu được quang hợp và nó ăn cạnh tranh dinh dưỡng với cây mai của mình. Thì năm đó là cây mai này nó bị tình trạng là yếu sức, tại vì nó bị cái nấm bụi than tấn công. Thì lúc đó nhà vườn trồng mai rất là hoang mang, thì họ chỉ có một cách cổ điển nhất là họ dùng cái vòi rửa xe, họ xịt cái đó đi để cho nó bay hết. Nhưng mà lúc đó cái đó thì nó chỉ là biện pháp tạm thời thôi các bạn, đó là chỉ biện pháp tạm thời chứ không phải là biện pháp tiêu diệt cái nấm bụi than đó. Thì cái nấm bụi than đó, thì đây là một cái dạng của nấm bụi than đó nè, nó đen đen vậy nè, đó gờ vô là nó giơ tay chúng ta, y như là cái mùi than ở trong nhà bếp vậy đó. Thì lúc đó mình hỏi qua thầy Tám Ngọc là thầy của mình, thì cái nấm mùi than là chỉ thế nào thầy ơi, thì thầy nói là dùng cái phi san. Thì lúc đó mình dùng cái chai phi san và trị cho cái cây mai này, đưa cho nhà vườn mà bằng cách là pha loãng, lấy bàn chải đánh những cái nấm mùi than đó, và phần còn lại tưới cho cây mai, tưới toàn bộ luôn, tưới ướt đẫm hết 3 lần, mỗi lần cách nhau là 3 đến 4 ngày. Thì năm nay đây là tháng 12 thì cây đã chuẩn bị lá cứng, lá đã vàng cứng hết rồi để ra qua Tết âm lịch. Thì tất cả thân thì chúng ta thấy là nó không còn bị nữa. Thì cây đã không còn bị nữa các bạn. Nó chỉ có bị một số nhẹ ngay chỗ cái mắt này thôi, nhưng mà toàn bộ là nó đã ổn hết rồi. Cây năm nay tán rất là khỏe và đẹp, và thân phát triển mạnh to chứ không có yếu như cây năm rồi. Năm rồi là nhìn không ra cái cây này luôn. Thực sự đây là cây mai mà của mình đưa rễ cho nhà vườn chăm sóc. Thì năm rồi là nó thì không có qua, không có gì hết, yếu lắm. Thì năm nay chúng ta thấy nó rất là sung mãn. Thì cả vườn mai này thì năm rồi đều được sử dụng một số phân bón bên công ty mình để làm đất nền. Thì Mai Quy sẽ chia sẻ một số video đó cho các bạn sau. Thì hôm nay video này mình cứ nói là cái kết quả của chị, cái thằng cái phi san để chị, cái thằng nấm mùi than rất là tuyệt vời. Thì nấm mùi than nó có nhiều trên tất cả các loại cây, cây ăn trái cũng có ha bạn ha, cây bưởi, cây sầu riêng, cây mít, cây sồi, tóm lại những cây thân gỗ lâu năm đều bị hết, và trong lan cũng bị rất là nhiều. Thì trong lan thì nó bị trên nấm mùi than trên những cái thân làm cây phát triển không có tốt. Và chúng ta dùng phi san thì chúng ta tưới thì nó còn ngừa trị rất là nhiều cái bệnh khác cho cây nữa, chứ không phải là nấm mùi than, nó còn trị rất là nhiều loại nấm thông dụng khác đó. Ví dụ như là chúng ta có thể trị được những cái thối nhũng, những cái trái đầu lá vân vân rất là dễ dàng, những cái nấm thông dụng khác. Thì nói chung là thường là chúng ta do nhà vườn ít có nghiên cứu qua những cái phân nấm bệnh, chúng ta cứ trồng năm này qua năm kia thì không có ngừa, khi lúc nào nó có bệnh thì chúng ta mới trị. Nhưng mà chúng ta ai bắt cái gì trị cái đó thì chúng ta lại không có trị đúng bệnh, nên thành ra là nó bị tình trạng là cứ tưới loại thuốc trừ bệnh đó nhưng mà nó không trúng, thế là cây cứ bị đó nhưng mà tưới thì nó lại trị bệnh khác, thế là cây nó cứ bệnh hoài cái bệnh đó. Thì đó là cái tình trạng của nấm mùi than lúc trước, không ai biết dùng cái đó là trị cái gì. Thì đây là Mai Quy chia sẻ một cái bí quyết để chúng ta có thể trị và ngừa rất là tốt trong vườn cây ăn trái và trong cây mai hoặc là cây lan. Thì các bạn cứ việc tưới, dù cây không có bị nhưng chúng ta tưới định kỳ vài tháng, tốt nhất là 2 tháng, 1 tháng hoặc là 3 tháng một lần, thì chi phí cũng không có bao nhiêu nhưng mà cây mình sẽ rất là khỏe khỏe mạnh các bạn ha. Đó là những cái loại thuốc rất là thông dụng, rất là dễ dàng, chúng ta có thể tìm mua. Thì Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video về cái nấm mùi than trên cây mai. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp các bạn trong những video kỹ thuật khác. Xin chào các bạn.